Kevin là một sinh mô Ernest Montes series 700 là một cái guitar thùng được equip magnetic pickup để cho ra cái sound của clean electric guitar and có thêm một cái chức năng nữa là cái dry, hầu như là một điều đầu tiên trên một cái thùng. Thì được thiết kế với lại ba bên EQ, treble, bass, middle, built-in tuner, reverb, chorus, và đồng thời là có hai, đồng thời là có hai jack input, một cái input thì cho ra tổng cộng tất cả tiếng, còn cái input kia là chỉ lấy cái đường ride với cái đường electric guitar thôi. Đây mình sẽ thử tiếng acoustic của guitar này. Thêm vào reverb. Thêm vào chorus. Electric guitar. Chorus. Vậy là tiếng cry. Mình cũng có thể trộn chung giữa acoustic và electric.
acoustic và dry.